Rồi chúng ta chia bài với chia tay với bãi đá thứ 9 là gần đá trẻ. Bây giờ chúng ta tiếp tục là cái bãi thứ 10. Đi đi em, mấy ông về trước đi. Em về trước đi. Mấy tay này là tay chặn chặn mới vậy, mong đừng có sợ, không có lạc đâu, cái đảo này nhỏ xíu à. Mấy ông có việc gì lấy trước tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi muốn đi đâu đi đi. Đi ơi, bờ hồ đi. Rồi ông đi qua bờ hồ qua bên kia đi. Để tiếp tục lang thang tới nữa. Rồi. Chúng ta đã chia tay với cái bãi đá thứ 9 là gần đá trẻ. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp nối là gần đá bàn nha. Bắt đầu vô gần đá bàn thì mình thấy nơi đây có những cái bãi đá lớn nè. Những bãi đá nằm sẵn lớn rất là bự, rất là đẹp. Nhưng mà nó chưa tới trung tâm của nó. Qua tới trung tâm của nó thì mình thấy những cái bãi đá bành kỳ luôn. Nó nằm bự, nhưng mà đá bàn thì không phải giống như đá bàn những vùng đá lớn như ở núi, tức là thay vì chúng ta đang thấy đây là cục lục cục lòn hòn, nhưng mà nơi đó thì nó sẽ là tròn bự hơn, nó to hơn và nó lớn bành kỳ, nằm nguyên một khu á. Giống như là khi giao thoa giữa bãi đá này với bãi đá kia là nó có những cái mẫu đá khác lại với nhau liền, để cho cái người đi rất là dễ nhận biết, thì giống như là sự sắp đặt của tạo hóa chứ không phải mình sắp nha. Nó khác liền không, rồi chúng ta bắt đầu qua những cục đá là khác liền đấy cha. Đó. Đó. Khác. Bắt đầu là khác xa liền. Hoàn toàn là khác tuyệt đối. Chưa. Ê đi đường dưới dễ hơn nha kha. Đi dưới dễ qua dễ hơn á. Ừ. Nó khác toàn diện vậy thì bởi vậy rồi đó, bắt đầu là tiếp giáp bãi đá bàn đó. Đây này giống như đá cá sấu vậy đó. Chưa chưa tới bãi đá bàn nữa, đây là bãi thứ 10 á, mình đá rất là cực kỳ đẹp, lùm nhùm. Đây nè, qua đây đá này là đây san hô nè, san hô tiếp giáp rồi, tiếp nước luôn nè, một nheo chân nè, dài dài lên là sao hô đủ luôn á. Ồ bãi đá này nhìn quá chèn đá mắt rồi. Đây là bãi thứ 10, chưa phải tới bãi đá bàn hả, vẫn là bãi đá này là hình hình giống như là hình sừng lưng lưng cá sấu khác nhau. Đây là bãi đá thứ 10 này ngang. Lạ, nói chung là mỗi chỗ đều độc lạ khác nhau, không bao giờ giống như là những cái đá bình thường. Ai nó ngọt không Kha, như nó ăn được cái gì đó. Bây giờ anh ăn thử coi. Ô hai đứa làm đứa ra ta, hai đứa đang mò cua đang cái gì vậy? Ê lại đằng kia có hai cái hang đẹp lắm nghe, nhớ nghe lát nữa coi 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 mấy cái hang đá đẹp lắm nghe. Qua đầu đằng đẵng á đó. Chúng ta thấy cái da đá khác nhau không, nhưng mà chưa tới gần đá bàn, nó chỉ tiếp giáp một gần đá thứ này là cái đá thứ 10 tiếp giáp thôi. Nhìn đá này nó giống như chữ hoa đẩu vậy. Từ thấy không Kha, nhìn này Kha, trên máy này Kha thấy chưa, nhìn rất là chữ lạ 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 không nè. Mỗi một bãi đá nó có những cái nét đẹp khác nhau. Đây là bãi đá thứ 10 nè, vượt qua gần đá trẻ đằng đó mấy bãi đá bàn đằng đó 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 bạn này. Vô đó có cái hàng đó ông Tư, có hàng lỗi số, cái hàng nhìn đẹp lắm, vô cái hàng đi nhìn này rất là đẹp luôn á. Nói chung này là tờ đá đá nếu bãi này đẹp, đẹp không, người ta ngồi đây chụp một bôi hình là cực kỳ đẹp đấy không. Đừng đừng có loại tọa độ. Đây là bãi thứ 11, chưa tới bãi đá bàn. Cái đá này nó nhìn quá nhiều cái hình thù quá dị khác nhau, mình không biết là cái tên gì nha, cho nên hay nữa.
Có cái hang đẹp lắm đúng không? Xuống hang đó, xuống hang đó đó. Hang lộng lẫy luôn á. Vô cái hang chụp hình đẹp lắm luôn. Đẹp hả? Đẹp mà. Hoa giữa bãi đá này với bãi kia nó có cái hang. Cực kỳ không? Vô trong ngay, vô trong nằm luôn bình thường đúng chưa? Rồi vô coi cái hang nè. Nói chung bãi đá này nhìn nó lù xù là nhìn là phải nói là hầm hố quá, hầm hố rồi. Đây là bãi thứ 11. Trong bãi đá thứ 1 tiếp giáp với bãi đá bàn thì nó có một cái hang đá. Hai hang đá phải một hang đá ngang. Đây là hang thứ nhất nè. Coi nằm xuống đi. Thằng nào mặc áo thì nằm đi nè. Cực kỳ không? Lấy trái dưới gai ra coi. Ồ nó đẹp khủng hoảng luôn á. Anh nói là đẹp cực kỳ luôn á. Nói chung nè, cực kỳ ok luôn á. Thấy chưa? Nè. Hang sâu vô trong. Hang sâu vô trong luôn. Sâu luôn hả? Đó, tới đó đó. Đó, thấy chưa? Đủ đủ sáng vô ngồi trên đây cái đẹp cực kỳ luôn. Nữa kêu ngón chụp đồng bồi bắn hàng kha chụp bắn bắn quanh kha bồi kha trời ơi cái này chiếu ngủ. Ê, nhìn lên máy cực kỳ đẹp nè. Ê, cho đây giống như vô cái kho ngọc vậy đó, thấy không? Làm vàng cái là coi trên máy y như kho vô kho ngọc ngà này, thấy không? Ôi y vô kho ngọc vậy đó. Bên kia cái hang kìa, bên kia hang sâu hơn nữa. Vàng. Rồi sâu hơn y ra vậy nè, sâu hơn mà nó đủ sáng vô. À, trên này có ngọc long nữa nè. Cục còn lo rồi đá đánh cái hình vậy đó. Ơi, con ơi. À. À. Còn do luôn á, lấy ăn được. Đi đi mong đi trước đi. Đâu có đi đi giáp về về à? Không có đường té đi vòng bên đây luôn á. Trời đứng được cục đá. Chị banh. Ừ. Hai ông hối từ. Chỗ đó cái chỗ đó chụp hình đẹp đó đó Kha. Cái này đá không luôn. Nó có cái sừng. À ngồi giữa hả? Ừ. Chỗ từ đứng đó. Bây giờ đi tới lại kia còn mấy điểm treo leo khó đi lắm. Ê nó nghe nè. Lại đằng kia mấy điểm treo leo khó đi lắm, mình đang đi tranh thủ qua bên góc bên kia đi. Nhất là cái góc mà cái khu mà đá da lợn á, đá da lợn là giống như là bê tông cốt thép mà nó kết nối với nhau rồi thành lại hình thành đá. Đây. Ừ. À, cực kỳ không? Ê, lại đây nè, tranh thủ lên đây chụp tấm đây nè. Góc độ này nè. Lên đây nè, lên đây nè. Đây đặt cái dây chỗ nào nó vừa vừa coi. Cực kỳ không, chỗ này đẹp không? Ơi. Đi tiêu ơi. Đi 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 nè, góc lộ này đẹp lắm nè, ngón. Còn không chán mới chờ phải lội dưới sông chụp lên. Thấy không? Nếu không muốn bị con phê lây thì dò lội dưới nước chụp lên. Vậy. Thằng này lội đây nè. Để chụp lên bình thường tại đây nó dễ đứng lắm. Nè. Đây đứng được nhưng mà có điều là nó không thấy được hai cái sừng. Sáng. Sáng không thấy được hai cái sừng. Kìa mình đó đi qua lấy một bên đó. Ừ. Dạ, cái hai bên thử giống. Ủa vậy? Bây giờ đứng góc gì vậy đó chụp đi. Ừ. Ê, chụp được đó, vậy được đó. Ừ, đúng rồi, chỗ anh ba chụp á. Trời ơi, cưng nhầm việc đó hoàng hôn mà. Chụp hoài á. Thì biết này chắc có tài này đi sớm sớm rồi. Cho mấy anh chơi gồng gọng chút xíu. Bây giờ tiếp tới bãi đá thứ 12, tức là cái bãi lạ đó. Lạ đặc biệt thứ 12 là gần đá bàn.
Bãi này thì ở dưới á, ở dưới là có rong biển san hô. Ai muốn lặn san hô với con biển là chỉ cần nhón nhẹ dò tới đây là gặp lên cây chân này đó. Ui san hô kìa cha nội ơi. San hô lên chân kìa. Nè đây nhìn là có thấy nè, không cần xa nãy không nè. Sao máy này giờ này tối với ta nó hết thấy được người ta. À hết rồi. San hô đi mình nhìn hai con mắt thấy mà cái máy nhìn vô không thấy là sao ta? Ăn sáng lên. Nè. Ồ. Đẹp cực kỳ, san hô này từ sát bên không cần phải lặn luôn á. Cái gọi là bãi đá bàn này á thì ở phía dưới là san hô, chỉ cần ló cái giò ra ngoài tí xíu thôi là san hô nheo rồi. Nhưng mà góc độ này ngược ánh sáng cho nên cái máy mình cái camera của nó không đủ sức để mà nó xuyên thấu xuống dưới đáy để cho quý vị mình xem. Bây giờ mình coi cái gần đá bàn này đi. Nguyên một gần đá bàn này thì đi dài tới đằng kia. Một bãi đá dài hết sức đẹp. Vậy lớn lắm tận 20 hecta mà là 20.000 đó, 200 công á, 20 hecta là 200 công, đi một vòng là xa lắm á. Trời nãy anh đi rồi, anh đi vừa về tới luôn đó, là đi anh canh là gần 2 tiếng đồng hồ đó. Khu này đẹp, khu này giống như là cái chỗ này nó ngộ phải không, bên kia đá khác đây đá khác hết chưa. Đây là bãi thứ 12 nè, là đá bàn. Phiến bự bự điên chút xíu thôi là hết khu đá bàn rồi, tới đá khác nữa rồi. Thông báo cho tất cả những thành viên mà ai thích lặn san hô đó hen, là hô ra đây là không cần phải bàn về san hô. Ở góc độ nào mà lặn xuống cũng có san hô chứ. Lặn nước ngang lông quần thôi là có san hô rồi. Như trên đây mình nhìn xuống là có san hô nè. Là do cái máy mình không có đem cái đồ chầm nước theo cho nên không có dám cho nó mò nước. Chứ phải đây này, đây là thấy san hô xanh nè. Ủa san hô xanh kìa tờ. Đó hả? Quá trời san hô nhiều luôn. Tại cái này nó còn nguyên sơ lắm. Quan sơ lắm, nếu mà do so với cái hàng hải tặc nó còn quan sơ hơn xa. Xa luôn. Tại cái khu đảo này của đồng đạo mình mà, ông đạo thì đâu có phát triển du lịch đâu, không có làm gì trơn, cho nên cái đảo quá tràn đẹp mà không ấy luôn. À hết gần đá, hết gần đá bàn, hết đá bàn đó, đây đội hình lang thang tới đây nè. Bây giờ chúng ta bước tới cái bãi thứ 13 là bãi đá san hô. Ê đây này, đây nè, là san hô sống trên đá nè, thấy không, san hô đá luôn nè, đá san hô thành đá luôn nè, thấy chưa, nè nè nè, thành san hô nè, san hô sống nè, thấy chưa. Ừ đây là bãi thứ 13 nè, những nét đặc biệt kỳ thú của nó, mỗi một bãi cách bãi cách xa xa có cái điểm khác rồi, cái đá nó khác nhau. Anh để ý là nó khác khác nhau con đó. Cái bãi thứ ba, bãi thứ 13 là đá rổ giống như là san hô vậy á, gọi là bãi đá san hô. Bãi đá thứ 13 gọi là bãi đá san hô, tức là nó hình thể vào san hô. Ô trái dứa, trái dứa, trái dứa, trái dứa, hai trái luôn. Ừ ha, gặp trái dứa là thọt liền. Ê mình nấu nước có nấu gì nữa không? Nước rồi. Ủa đây kìa, đó hai trái chín nữa kìa ông ơi. Trái là cái trái gì? Rồi. Đón trái kìa, đón trái kìa. Trái kế đó. Đá san hô. Cái này đó nè. Bây giờ mình đi lòi lại gai đi. Đi qua cái bãi đá san hô này coi. Tại lúc hồi nãy mình đi gấp quá, mình không có tham khảo nhiều những cái mẫu đá khác nhau. Bây giờ tới bãi thứ 13 là bãi san hô rồi đó. San hô. Hết rồi, bãi đá san hô rồi, tới đây là hết rồi nè. Nếu nói chỉ cần nhảy xuống đây, ồ san hô nhóc chứ kìa. San hô là không cần phải ấy luôn tật.
đây, san hô nè. San hô là san hô nằm trên đá luôn nè. Dạ. San hô con biển đều vô luôn nè. Có, tại mình đâu có lặn đâu, nó nằm trên bờ mà. Lặn ra ngoài sâu nó mới đẹp chứ. Ừ. Cặp mé bờ là nó có cho là được rồi. Bãi này gọi là bãi thứ 13. Nó có cái màu đá giống như san hô, tức là rổ. Ê giờ ơi, đầy đừng hái nữa. Còn nữa. Ừ. Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi đi. Vô qua bãi san hô đi. 5 giờ. À, 1 tiếng nữa đó mới về tới nhà đó. Cái vậy đó. Nãy lỗi là đúng 2 tiếng đồng hồ đó từ. Tôi lỗi mình, tôi còn 2 tiếng đồng hồ á. Ở nay trồng 2 cái này.